Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tích cực phối hợp khẩn trương tham mưu dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 07 NQTU ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ trì tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện kinh tế số, xã hội số. Nhờ áp dụng công nghệ số, hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công tại Quảng Bình đã được cải thiện rõ rệt. Hệ thống một cửa điện tử giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho các thủ tục hành chính. Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh được ứng dụng tại tất cả sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Duy trì kết nối và cung cấp tiện ích, tra cứu thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để triển khai trợ lý ảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công. 1.175 thủ tục hành chính của tỉnh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được xây dựng tích hợp liên thông để cung cấp bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công tỉnh đạt trên 77%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt trên 58%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 89%. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đạt trên 93%. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội được cập nhật và công khai thường xuyên trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Việc hình thành chính quyền số sẽ giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, giúp cải thiện sự ổn định và minh bạch chính sách, nâng cao chất lượng các dịch vụ công cung cấp cho xã hội, hình thành các hạ tầng công nghệ và nền tảng dữ liệu phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Đây chính là những nền tảng hết sức quan trọng để phát triển kinh tế số và xã hội số. Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được đầu tư và nâng cấp đáp ứng theo cái quy định tại các cái nghị định của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ, giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng trong việc là thực hiện cái thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng được đẩy về cái kho dữ liệu điện tử cho người dân, doanh nghiệp để mục đích là tái sử dụng trong những cái lần thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo. Bên cạnh đó thì cái việc là nâng cấp cũng giúp cho là cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng như là cán bộ thụ lý trong các cái bước và được thiết lập đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính cũng được thuận tiện, kịp thời, đảm bảo cho cái việc là phục vụ nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với triển khai các chương trình chuyển đổi số, Quảng Bình cũng tập trung thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tỷ lệ công dân từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn có tài khoản định danh điện tử đạt trên 60%. Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành số hóa dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, công tác đồng bộ dữ liệu bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đạt kết quả cao. Các đơn vị trên địa bàn đã chủ động tích cực triển khai các mô hình thí điểm để nhân rộng tiện ích của đề án 06. Theo đó, một nội dung quan trọng đó là luật căn cước chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là bước đột phá mới về chuyển đổi số, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Những cái lợi ích mang lại cho người dân trong cái việc là thực hiện cái luật căn cước công dân và việc cấp
cấp đổi cái căn cước công dân. Và đa số các người dân thì đồng tình ủng hộ với việc triển khai cái luật căn cước và cấp căn cước mới của nhà nước ta đang triển khai hiện nay. Có thể nói, việc luật căn cước đi vào cuộc sống là một trong những yếu tố góp phần đảm bảo quyền công dân, quyền con người. Mọi công dân đều được cấp căn cước, xác định danh tính của từng cá nhân, phục vụ cho việc xây dựng xã hội số, công dân số. Chính phủ số là bước đột phá quan trọng của công tác chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn. Luật căn cước mới ra đời đã có nhiều cái nội dung mới để phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Luật căn cước đã mở rộng cái đối tượng được cấp căn cước cho mọi lứa tuổi, từ đối với trẻ em từ 0 tuổi đến dưới 14 tuổi và người trên 14 tuổi. Đặc biệt, luật căn cước cũng đã xác định cái việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Sở đã tập trung tham mưu vào việc xây dựng nâng cấp các hệ thống hạ tầng dùng chung của tỉnh như là trung tâm dữ liệu điện tử, mạng diện rộng, hệ thống hội nghị truyền hình chuyên dùng với công nghệ tiên tiến hiện đại. Trong đó thì trung tâm dữ liệu điện tử hiện đang được khai thác rất là tốt, phục vụ triển khai 12 hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu chuyên dùng chung của tỉnh và 18 hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan đơn vị. Sở cũng thường xuyên hướng dẫn hỗ trợ các sở ngành địa phương rà soát, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống hạ tầng kết nối Internet băng rộng, đáp ứng yêu cầu của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng số tại trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa cả cấp để nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay thì các nền tảng số, hệ thống phần mềm, chính quyền số cơ bản bắt buộc phải triển khai theo yêu cầu của chính phủ và của tỉnh thì đều đã được xây dựng, tổ chức ứng dụng và phát huy hiệu quả. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công nghệ thông tin, tỉnh Quảng Bình đã chủ động đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số, các dự án nâng cấp hạ tầng viễn thông, internet tốc độ cao và phát triển mạng 5G đang được triển khai. Hạ tầng viễn thông, trạm thu phát sóng thông tin di động và cáp quang internet băng rộng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đảm bảo phủ sóng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 100% trung tâm xã, phường, thị trấn có kết nối cáp quang internet băng thông rộng. Mạng 3G, 4G phủ sóng trên 80% khu vực dân cư. Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh được triển khai phục vụ chuyển đổi số theo hướng công nghệ điện toán đám mây, cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định, có kết nối với nền tảng điện toán đám mây chính phủ theo mô hình do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, được vận hành cơ bản ổn định. Nghị quyết số 07 NQTU về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển kinh tế số của tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh mới với hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP hàng năm của tỉnh. Đối với hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số thì Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 1141 năm 2022 về thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đến nay thì tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có sử dụng nền tảng số đạt gần 60%. Ngành công thương xúc tiến đẩy nhanh tiến độ thực hiện cái đề án xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Bình, triển khai các hoạt động hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các cái giải pháp công nghệ số để truy xuất nguồn gốc rồi xuất xứ của sản phẩm, xây dựng các cái gian hàng Việt trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực nghiên cứu, tham khảo, học tập kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngành giao thông và vận tải tăng cường chuyển đổi số các hoạt động quản lý, điều hành giao thông vận tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch,
quản lý hạ tầng kỹ thuật giao thông, quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, trong đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành thực hiện chuyển đổi số đối với hạ tầng logistics, chuyển đổi mô hình kinh doanh vận tải dựa trên công nghệ số. Ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục xây dựng, phát triển ứng dụng các nền tảng, các hệ thống thông tin và hạ tầng dữ liệu, chú trọng phát triển các hệ thống quan trắc tự động, các hệ thống ứng dụng thông minh quản lý giám sát đối với các cơ sở xả thải, nguồn xả thải, hệ thống thu gom, thoát nước và quản lý rác thải. Cục Thuế Quảng Bình đang nằm trong nhóm đi đầu cả nước về chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ khai thác thuế, nộp thuế, hoàn thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình thì thường xuyên tổ chức các hội nghị, các sự kiện, các hoạt động về chuyển đổi số ngành ngân hàng và thúc đẩy cái hoạt động không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tại Quảng Bình. Trong đó có những doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tiếp cận và mở rộng thị trường thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Nhờ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, đã có không ít doanh nghiệp đạt được sự tăng trưởng ấn tượng nhờ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, tiếp cận và tăng số lượng khách hàng. Tỉnh Quảng Bình luôn khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp tại Quảng Bình đầu tư thực hiện việc chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh trực tuyến, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng suất thông qua việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data và điện thoại thông minh. Kinh tế số được hình thành và phát triển ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã góp phần tạo ra một thị trường với quy mô giá trị tăng theo cấp số nhân. Nhờ các mô hình kinh doanh mới, các kênh kết nối người bán đến người mua theo các phương thức mới, năng lực sản xuất ở cấp độ cao hơn nhờ công nghệ số và nguồn dữ liệu lớn, giúp tạo ra sức cạnh tranh mới cho thị trường và các dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Kinh tế số chính là động lực để đánh thức các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vươn mình phát triển, để giúp nền kinh tế sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là đòi hỏi khách quan của sự phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội mở ra để các lĩnh vực kinh tế xã hội bứt phá vươn lên. Tại tỉnh Quảng Bình, sự chuyển đổi về mọi mặt đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, sâu rộng và cơ bản ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu kép là vừa phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực và sức cạnh tranh, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, mà còn là điều kiện nhằm gắn kết và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức lan tỏa và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, góp phần thúc đẩy sự đổi mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.